Hôm nay Hạnh Nhật Tấn sẽ chia sẻ cho tất cả các vị, tất cả các anh chị về cái người sinh năm 1980. Là nam. Nam thì đương nhiên là nằm tại cung khôn. Cung khôn thì chúng ta sẽ lấy cái bảng cung khôn ra chúng ta chơi. Rồi, đây là cung khôn. Thì anh đó hỏi là hướng nào tốt với anh ta, mà anh ta đưa ra là một là hướng Bắc, hai là hướng Nam. Thì hướng Bắc và hướng Nam nó thuộc về là Đông Tứ, Đông Tứ Trạch, còn anh ta là người người Tây Tứ Mệnh, cho nên hướng Bắc và hướng Nam đều xấu nha. Bị hướng Nam thì bị phạm lục sát, và hướng Bắc là bị phạm tuyệt mệnh đó. Cho nên là hai hướng này á, là cái anh sinh năm 1980 á, là anh không nên chọn hai hướng này nha đó. Rồi ngoại trừ là bốn cái hướng xấu này ra thì chúng ta sẽ có bốn hướng tốt, đó là phục quỳ, thiên y, phúc đức, sanh khí. Và các vị lưu ý, trong bốn hướng này chúng ta sẽ tìm ra những hướng xấu để chúng ta loại bỏ nữa, thì chỉ còn có hai hướng mà thôi. Các vị lưu ý, người cung khôn mà hướng đông bắc thì thuộc sanh khí. Chúng ta tưởng rằng sanh khí là tốt, là tốt. Nhiều anh chị cung khôn mà ở nhà sanh khí là có nhiều người đã bị bán gia bại sản. Đó, là điều này đã được nghiệm chứng rất là nhiều. Vì sao? Vì ở đây là sanh khí là mộc, cung đông bắc là thổ, thì mộc khắc thổ thì gọi là ngũ hành tương khắc, và đây là cái cung này gọi là cung thất vị. Đó, cung thất vị. Nhưng nếu mà nằm ở cái cung huynh huynh phú á, huynh phú á, thì làm tiền rất là nhiều. Đó, nhưng mà tiền hao cũng rất là nhiều, không có giữ được tiền, tiền vô cửa trước ra cửa sau. Đó. Còn mà thiếu vong thì vô là nằm nằm ngay tại cung xấu. Còn mà vô cô quả thì vợ chồng gây gổ, rồi vợ chồng có thể là sẽ bỏ nhau. Đó. Cho nên là cuộc sống sẽ không được hạnh phúc nếu mà rơi vào hai chữ cô quả này. À, giờ đến nhà hướng Tây Bắc. Tây Bắc thì được phúc đức, phúc đức thì thuộc kim, hướng Tây Bắc cũng là kim, cho nên là kim với kim là vượng này, là tốt. Giờ ở đây thì hướng Tây thuộc thiên y là thổ, hướng Tây là kim, kim sanh thổ sanh kim là tốt, là vượng này. Còn hướng Tây Nam là được phục quỳ là mộc, hướng Tây Nam là thổ, mộc với thổ là xung khắc này, tức là mộc khắc thổ. Cho nên là bị xung khắc này. Cho nên là người cung khôn không nên ở nhà hướng sanh khí và hướng phục quỳ, tức là hướng đông bắc và hướng tây nam, nên ở nhà hướng tây và hướng tây bắc mà thôi, là hai hướng này tốt này đó. Và nếu mà chúng ta chọn giữa hai hướng này thì chúng ta nên chọn cái hướng thiên y, vì hướng thiên y có hướng là hưng phúc và vượng trang. Còn hướng phúc đức, tuy rằng phúc đức nó tốt hơn thiên y, nhưng ở đây thì không có cái hướng nào tốt cả. Đó, là ba hướng là pháp trường, điên cuồng và khẩu thiệt. Đó, cho nên là ba hướng này đều xấu. Vậy là cung phúc đức này á, nếu mà chúng ta chọn á, thì nó chỉ còn có nửa tốt nửa xấu, chứ không có tốt toàn diện. Còn thiên y thì chúng ta chọn hai cung này, cung Dậu và cung Tân, thì nó sẽ tốt. Còn nếu mà chúng ta chọn nhầm vô cái cung Canh, nó thuộc về tự ải, là cực kỳ xấu. Rồi bây giờ nếu gia chủ người cung khôn mà ở nhà hướng Tây thì được thiên y là cực kỳ tốt, mà nếu mà vô cung Dậu, cung Tân thì cực kỳ tốt. Nhưng xét tại tỵ, các vị lưu ý, đây là xét tại tỵ. Ngay tại cung tỵ là cung này, ngay tại cung phúc đức luôn. Ngay cái chỗ đây chúng ta nên để ý là không được đào giếng, không được đào ao, và cũng không được có ngã ba ngã tư ngay chỗ đây. Lưu ý nhất là không được để nước đọng ngay chỗ đây. Không được để chủng ngay đây. Chủng ngay đây là nước nó sẽ đọng dời là nó cực kỳ xấu. Và lưu ý chỗ đây thì không nên có cột điện, hoặc là không có vật nhọn nào đâm vô cái hướng này. Nếu mà có thì là bị sẽ bị phạm bát sát hòn tiền. Đó, đây là cái hướng tỵ là bị phạm bát sát hòn tiền. Các vị lưu ý là không được để nước, không được để trụ điện, không được có ngã ba ngã tư nằm ngay chỗ đây. Đó, nếu mà có là chúng ta phải chắn liền. Còn không là rất là hung. Nếu mà có ngã ba ngã tư thì chúng ta chắn được, có trụ điện chúng ta chắn được. Đó. Còn nếu mà có dòng sông, có con lạch, hoặc là có ao, có hồ, hoặc là có giếng,
thì không thể nào tránh được, không thể nào tránh được. À, mà chúng ta sẽ có cái cách tránh khác, à, chứ không có dùng bát quái tránh được. Và lưu ý ngay tại cung tỵ này không nên để cầu tiêu, nó nhớ nha, không nên để nhà vệ sinh. Nói về nước là không nên để vào cái cung này, à, cung tỵ. Chúng ta quản để vô cái cung ngũ quỷ, ví dụ nhà vệ sinh chúng ta quản để vô cung ngũ quỷ, à, nhưng mà để ngay cung thìn, cung tốn thôi, không được len qua cung tỵ. À, rồi bếp thì chúng ta nên để ngay cung này để nó diệt cái cung họ hại. Bếp là chúng ta nên để đây. Còn mà nước á, nước mà dẫn vào nhà á, mà dẫn vào nhà thì chúng ta nên chọn chính thần. Còn nước mà thải ra chúng ta nên chọn linh thần. À, rồi muốn biết linh thần và chính thần thì chúng ta nên xem qua cái bảng này để phối hợp. Đó, ví dụ hướng này là Canh Dậu Tân là hướng tây. Đó, hướng tây là hướng đồi này. Chúng ta muốn dẫn nước vào vào nhà, tức là làm một cái công tắc để chúng ta làm một cái công tắc nước để bắt đầu là dẫn nước vào nhà, thì chúng ta nên để ngay tại cái chỗ nào. Các quý vị lưu ý là các quý vị nên để ngay chỗ con số 7, con số 6, con số 9 hoặc con số 8. Đó, không nên để ngay cái chỗ, không nên để nước ngay tại số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi, nước đi vào nhà nó sẽ nằm ở chính thần nha. Nước đi vào nhà sẽ là chính thần. Còn nước đi ra là phải là linh thần. Hồi nãy chúng ta chọn cái cung ngũ quỷ để đặt nhà vệ sinh, đó, ngay cung thìn, cung tốn, chứ không đặt len qua cung tỵ nha. Rồi chúng ta qua bên đây là nước gia. Nước gia là tại cung cung thìn, cung tốn, ngay tại hai cung này. Các vị lưu ý nha, hai cung này. Và chúng ta sẽ tìm những cái nơi nào nó có linh thần. À, linh thần là số 1, số 2, số 3, số 4. Linh thần là số 1 này, số 2 này. Đó là hai cái chỗ này. À, hai chỗ này là chúng ta nên nên đào hố. Đào hố ngay chỗ đây, ví dụ như ở chính giữa nhà. Chúng ta đứng chính giữa nhà, trước khi xây nhà chúng ta đứng chính giữa nhà, chúng ta đo dời. Đó, chúng ta đo dời là ngay cái chỗ số 1, số 2 này này. Đó là từ 119 độ dữ cho tới 129 độ dữ. Thì ngay cái chỗ đây thì một cung của nó chỉ có 5 độ thôi. Ngay tới chỗ đây, rồi chúng ta sẽ đào một cái hầm. Đó, hoặc là đào một cái hầm đây, rồi xây một cái cầu tiêu trên đây. Đó, tức là chúng ta đo làm sao á là nó nằm cung 1, cung 2. Đó, thình tốn thôi. Còn mà nó mà vô ngay cung 3, cung 4 chỗ đây á là thuộc về tỵ rồi, tỵ là nó phạm bát sát hồn tiền rồi. Đó, cho nên chúng ta không đào hầm đào hố ngay chỗ chỗ cung tỵ nha, bỏ nha. Đó, đào hầm đào hố ngay chỗ cung cung thìn với cung tốn thôi. Đó. Hoặc nếu mà chỗ đây chúng ta làm nhà vệ sinh thì cũng thế, chúng ta cũng chọn linh thần. Linh thần là số 1, số 2 nè. Đó, số 4 nè. Đó, số 1, số 2, số 4 nè. Đó, ngay chỗ đây. Thì hoặc là bên đây số 4 thì chúng ta sẽ đào hầm. Đó, đào bể phết, để bể phết hoặc là để buồng tắm, cầu tiêu, nhà vệ sinh gì đó là nằm ngay chỗ đây. Đó, là đào thôi, đào bể phết ngay chỗ đây. Đó, là nước da, gọi là nước dơ, gọi là nước mà mình sử dụng rồi á, nước dơ, nước bẩn á, nước không 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 uống được á, thì chúng ta sẽ để ngay chỗ linh thần. Còn cái nước mà chúng ta dẫn từ ở trước nhà chúng ta dẫn vô á là chúng ta nên để ở ở chính thần. Đó. Và chính thần là số 6, số 7, số 8, số 9. Còn linh thần là số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi các vị lưu ý.